6 tỷ xin giới thiệu với các bác nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các bác về khu vực địa thế. Hiện bây giờ mai mốt là sẽ có một chỗ ăn sáng cho các bác tại phường Tam Phước, khu phố 1, Long Đức 1, giáp với trường Lục Quân 2. Đây là đường tổng phụ trường Lục Quân 2. Thì ở đây nó là gần cái khu trường Lục Quân 2 luôn nha, giáp ranh luôn, chỉ có cách 500m thôi. Đây là cái địa điểm mà sắp tới là các bác sẽ về đây thưởng thức một món ăn sáng rất là bình dân, bún riêu cua, do tác phẩm của người chị. Đây là người chị của mình là chuyên về nấu ăn và phục vụ cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người hiện bây giờ là đang nấu cơm cho công ty ha. Cho công ty. Đây, chuẩn bị bữa cơm để đưa vào công ty vào cho công nhân ăn. Thì đầu tiên là các bác nào mà có nhu cầu mà làm về các món ăn thích nhậu hoặc là nấu cơm cho công nhân ăn, các nhà xưởng nhỏ phù hợp, ví dụ như 50 suất, 100 suất thì cứ xem cách chị nấu cơm thì mình sẽ quay, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu địa điểm cho các bác sẽ về đây thưởng thức món ăn sáng bún riêu cua. Đó, đây. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ coi cái tay nghề của chị về ẩm thực nấu ăn để cho các bác xem này. Đây là canh này, gọi là canh gì chị đang chuẩn bị nấu à? Canh chua. À, canh chua. À. Đậu bắp. Cá hương chiên sả ớt. Đây. À, cá hương chiên sả ớt. Hấp dẫn không các bác? Cái này mà uống bia thì khỏi suy nghĩ luôn, không cần ăn cơm luôn. Yo luôn. Thì bây giờ là chúng ta sẽ coi như về cái nồi canh chua của chị nấu nha. Nó to được bao nhiêu suất cơm cho mọi người nha. Chúng ta hãy xem nha. Đây, giá, rọc mùng, đậu bắp. Cái này tốt nhất cho sức khỏe, là nhất là những người đau xương khớp là ăn này rất là tốt, nhất là những người lớn tuổi nha. Đây, chúng ta sẽ xem cái nồi chị nấu nồi canh chua này. Đây là nồi canh chua này. Thấy kinh điển chưa? Nồi canh chua to, các bạn thấy to. Về vệ sinh an toàn thực phẩm thì các bạn cứ xem đây là có vệ sinh không, các bác biết rồi ha. Đây, xem. Rất là thơm. Mình quay mà mình cũng đã thấy thèm rồi, muốn ăn rồi. Mình cũng muốn ăn rồi các bạn. Đây, cơ bắt đầu là chiên cá này. Nóng hổi này, phun cơm vòng này. Chuẩn bị bữa cơm mang vào cho nhà xưởng này. Những cái nhà xưởng công ty nào mà có người làm việc khoảng 50 người, 100 người là cứ đặt đơn vị của chị sẽ nấu luôn ha. Chị nấu tại nhà luôn. Tại nhà. Chúng ta xem nồi canh chua hấp dẫn không? Cá này chiên khoảng bao nhiêu phút để chị lấy ra? Khoảng 15 phút. Đợi chị xương này ăn giòn tan luôn đúng không? Đúng rồi. Ăn được xương luôn nha các bác. Vàng luôn, hai mặt luôn. Nếu mà chiên không khéo thì mình ăn là mình bị hóc xương, nhưng mà xương này nó xương giòn tan luôn. Còn kia là ông thợ. Ông thợ cây xanh đang phục vụ chuẩn bị, cũng là trồng làm những cái chậu hoa bonsai để phục vụ Tết luôn. Ông này ông rất là có tài năng nha các bác. Đấy, ánh là tên Bình. Ánh tên Bình, ông thợ chuyên chăm sóc cây bonsai. Còn đây là chủ quán Diễm Vi. Đấy. Đây thì mình cũng em xin nói với các bác là muốn chia sẻ một cái địa điểm này để cho các bác có nơi buổi sáng ăn sáng trước khi đi làm, nhất là các bác làm tại khu vực trường Quân 2, khu công nghiệp, rồi các giáo viên ở đây đã kế trường Tam Phước 4 nha. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị để thưởng thức món ăn sáng là bún riêu cua. Thì trước khi tiên đó thì em sẽ nói với các bác là hỏi thăm chị là chừng nào chị mở bún riêu cua vậy? Hả? Chừng nào khai trương? Sáng chủ nhật. Sáng chủ nhật tuần này à? Ngày 11 tháng 3 đúng không? Sáng chủ nhật tuần này. Sáng chủ nhật ngày 11 tháng 12 2022.
Thì hôm nay em đang quay cái video này, nó chỉ còn mấy ngày nữa là ngày tư ngày chủ nhật rồi à. Thì chúng ta sẽ xem cái địa chỉ, cái vị trí để cho các bác đến thưởng thức, ủng hộ cho anh chị nha. Một cái nơi đây là khu vực gần như là ẩm thực, quán nước rất là đông vào mỗi buổi sáng dành cho nhiều người trước khi đi làm. Đây, cái vị trí ở đây thì nó là đường Trường Bảo Lục Quân 2. Trường Bảo Lục Quân 2. Ở đây thì nhìn cái cảnh quan của nó nhìn giống như là quận nhất, là có những cái cây xanh. Về xe cộ là để được rất là thoải mái này. Dạ, vị trí xe cộ để rất là thoải mái. Bao nhiêu xe để cũng được ngoài đường. Ở đây em đang đứng ở đây là chúng ta sẽ đi ra ngày đó là trường Tam Phước 4, ra đường Trường Hưng cách đây 500m. Và trường Lục Quân 2 ở phía sau lưng của chúng ta đây, vào 500m là cổng phụ trường Lục Quân 2, gần nhà công vụ, cách nhà công vụ 100m. Địa chỉ ở đây là 110 à, địa chỉ 110. Đường này là đường song song với đường Nguyễn Hoàng, đường cổng chính của trường Lục Quân 2 đang ngã ba thế, ngã ba Dân Chủ, nhưng ở đây là đường cổng phụ chạy ra trường Hòa Bình, trường Tam Phước 4 rất là gần. Một vị trí rất là đẹp để các bác thuận lợi đậu xe, ăn uống, mời gia đình về đây ăn uống rất là thoải mái. Đây là cái địa điểm này thì chúng ta sẽ biết, thì em xin phép được chia sẻ cho các bác để biết về thưởng thức cái món ăn bún riêu cua của gia đình Thảo Vi, Diễm Vi. Còn anh Bình, anh đang chăm sóc những cái cây bonsai của anh là rất là say sưa những cái tác phẩm của anh. À, đây là xin giới thiệu các bạn nha, đây là Bình, anh Bình chuyên về bonsai để chuẩn bị mùa xuân năm nay mang ra trình làng cho các bác để mua về có thể là hái lộc. Sắp tới là anh sẽ mấy bữa nào sẽ cắt cành đi, cắt cái cành này đi để cho nó sung ra, để cho một tháng nữa là nó xanh tươi tốt, sau đó chúng ta mua về chúng ta đặt ở những cái chỗ ngồi phòng khách tiếp khách rất là đẹp. Để trước tiên thì em kết thúc thì em quay một số cái cây cảnh này cho các bác xem về cái loại dáng bonsai đó. Muốn một gốc như vậy thì nó không có đắt ha, nó trên 500.000 một gốc. Trên 500.000, nó trước luôn các bác ạ. Thì nó cũng tùy gốc 700, 800, 1 triệu. Đấy. Rất là nhiều gốc trồng rất là cổ thụ. Đẹp không? Đây, và trưng bày đẹp ở trên cái ghế salon tiếp khách uống ly trà, làm một số rượu vang với một số những cái món ăn thưởng thức ngày xuân nữa thì quá đỉnh luôn. Nha. Ngắm cảnh của những cái cổ thụ cổ điển nhỏ bé nhưng mà mang lại cái sự tao nhã thiên nhiên. Đây, trước tiên thì kết thúc thì quay cho một số những cái gốc cây to như này cho các bạn xem này. Chiều cao của nó chưa tới 20 phân. Đây, các bác xem này. Và dáng dấp của nó là rất là cổ, trông nó lùn lùn, trông rất là hay. Đó. Cái chậu này thì vòng kính của nó khoảng là 35 phân. Chiều cao của nó là hơn 30 của cái gốc cây này. Các bác xem. Và còn nhiều một số cây nữa ha. Em thì em khoái hai cái chậu này rồi các bác. Các bác thử nhìn hai cái chậu này nó đẹp cỡ như thế nào. Đấy, xinh đẹp không? Phúc lộc thọ. Trông rất là hài hòa ha. Cái chậu này thì có 40 phân. Chiều cao cây này cũng khoảng 40 phân. Vành của nó thì hơi bị to đấy. Mini kit. Rất là thơm. Rồi, đến đây thì em xin phép là kết thúc cái video này. Thì đến ngày chủ nhật thì sẽ mở quán khai trương phục vụ bình dân bún riêu cua.
tại địa điểm giáp trường quân 2 cổng phụ gần nhà công vụ cách 100m, địa điểm là 110. Đây ha, địa điểm 110. Đây. 110 nhà người ta như nhà mình kế. Rồi. Kết thúc, xin chân thành cảm ơn. Goodbye, chúc mọi người được bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Xin phép được bye bye nha. Hẹn video chia sẻ món ăn của Diễm Vi bún riêu cua ngày chủ nhật tới.